chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một tuần lại trôi qua, ngày hôm nay Minh Sù tin sẽ có rất là nhiều điều mới về biển báo giao thông, về luật an toàn giao thông, và đặc biệt là những người chơi rất mới. Họ sẽ đến đây chinh phục giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng của chương trình trải qua cả 4 vòng thi đấu. Thế nhưng, 3 vòng đầu tiên nếu như đội nào có điểm số cao hơn thì mới có cơ hội chinh phục được số tiền thưởng này. Vòng đầu tiên là vòng khởi động, vòng thứ hai là vòng hợp sức, vòng thứ ba vượt chướng ngại vật, và vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Ngày hôm nay sẽ có 2 đội chơi với 4 thành viên rất là đáng yêu. Hãy cùng với Minh Dù gặp gỡ với họ nhé. Xin mời! Ra đây chơi! Trời ơi! Chào anh. Chào em. Trời ơi, xin lỗi mọi người vì sự trễ nải. Nói sao chung, vậy cái đường hẻm nó hơi hẹp nên mình phải luồn lách làm sao cho đừng đụng vào cảnh trí. Tôi sợ là bạn bị kẹt ở trong luôn á. Tiền thì đó, thành thử ra là tôi nghĩ rằng là tôi phải nên ốm lại một chút. Không, nói thiệt nha, có bao giờ Tiền nghĩ Tuyền Mập với cái tên của mình là một diễn viên, một nghệ sĩ hài rất là được nổi tiếng yêu thích, không biết là sau này Tuyền có muốn giảm cân thành hũ đằng không? À, cái đó là một cái điều không được mọi người ạ. Thí dụ như là săn chắc thon gọn hơn một tí thì có lẽ là được. Nhưng còn được như hũ đằng thì chắc có lẽ là chỉ trong mơ. Ok, quên, hồi nãy giờ mình đi coi như là mình leo lề. Bây giờ mình xuống lại cái làn đường chính thức của chương trình An toàn giao thông ngày hôm nay. Đây là đội chơi đầu tiên, mời các bạn giới thiệu về đội mình. Xin chào quý vị khán giả, đội của Hữu Đằng và Tuyết Mai. Ngày hôm nay đội tới với chương trình Về Nhà Đi Anh được mang tên là Chờ Xíu Chút Về. Chờ một xíu, chờ chút xíu về. Chút về, có ai ở nhà chờ hả? Thì có người kêu Về Nhà Đi Anh thì chờ xíu chút về. À, là trả lời luôn, thay cho chương trình này luôn Tuyền. Bên này thì chưa có hỏi gì hết mà đã chia sẻ hết từ đầu tới cuối là mình tên gì, đội gì, rồi như thế nào rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiểu nhau. Dạ. Thật sự thì đến với chương trình này, mỗi đội chơi đều cần có một cái thông điệp, một cái câu khẩu hiệu cho riêng mình về an toàn giao thông. Đội các bạn chọn thông điệp là gì? Dạ, tụi em xin chọn thông điệp là tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Hay quá. Vâng, đây là đội số 2, xin mời. Lời đầu tiên thì Tuyền Mập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và mình là Tuyền Mập, đứng kế bên mình là bạn Hoàng Đan, người cùng đội chơi với mình. Dạ, Đan, anh nghĩ là đây là Tuyền Mập thì đang ốm thì hợp lý hơn, nghe nó có một sự đối lập á. Không biết là mình là đang mập. Đang mập. Thì đúng rồi, mình đang mập. Nhiều khi người ta nghe lộn, người ta đứng là cái đang mập, nước đang mập. Cũng được. Một cái tên khá đẹp, nhưng mà đó không phải là tên của đội mình. À, mà hiểu tới đội mình là gì ạ? Ngày hôm nay mình tham gia một chương trình game về giao thông thì đương nhiên mình phải đặt tên có liên quan tới giao thông. Đúng, bên đây là đội chờ một xíu, chút về. Bên đây thì như thế nào? Đủ tải. Đủ tải có nghĩa là cái xe đó là đủ cái sự an toàn để tải cái trọng lượng ở phía trên. Em nghĩ đó là ước mơ của chị thôi. Mình phải có cái câu khẩu hiệu, slogan cho đội của mình đúng không? Và thông điệp nữa về an toàn giao thông, xin mời. Bên đây là tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Đúng. Tai nạn giao thông cũng đừng long nhong ghé qua tuổi trẻ. Trời ớt ơi, đối ngược lại luôn. Không lắm à. Không cũng được, nhưng ổn mà mình, ổn. Nhưng mà mình dù nghĩ rằng có rất rất là nhiều thông điệp hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã có 4 vòng thi đấu rất là hấp dẫn dành cho hai đội chơi. Một tràng pháo tay chào mừng hai đội đến với Về Nhà Đi Ăn. Xin mời các bạn về vị trí của mình ạ. Quý vị thân mến, hai đội chơi của chúng ta cũng đã sẵn sàng rồi. Mình dù muốn nghe tiếng sẵn sàng hò reo lớn hơn được không ạ? Sẵn sàng. Hơi cải lương nha. Mình đang thi những cái trò chơi nó mang cái tinh thần là quyết tâm rất là cao. 1, 2, 3. Sẵn sàng. Vâng ạ, tinh thần đã có. Chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên được mang tên Khởi Động. Xin mời.
Quý vị thân mến, Minh Sự đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên thôi ạ. Khởi động để giúp cho hai đội chơi của chúng ta sẽ bắt đầu làm nóng chiếc xe của mình để về đích thật là nhanh. Luật chơi rất đơn giản như sau. Luật chơi vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Ở mỗi lượt chơi, hai người chơi sẽ bấm chuông một lần duy nhất để giành quyền ưu tiên trả lời tên biển báo đầu tiên. Sau đó, hai người chơi sẽ luân phiên để trả lời tên của 9 biển báo còn lại. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. Rồi, lượt 1 không biết gia đình nhà mình lựa chọn ai thi ạ? Mời bạn Đan, em sẽ Đan đi. Rồi, Đan sẽ thi đấu đối kháng cùng với Lady First đi. Em thi trước. Hả? Đăng, em không, nhưng mà anh nghĩ là nam nam sẽ thi đấu đối kháng dễ hơn ha. Em pha trò thế thôi. Pha trò thế thôi. Anh rất vui em ạ. Mời hai cô gái qua vị trí bên này ngồi xem. Đó. Em có muốn nhắn nhủ gì với anh Đăng không? Bình tĩnh, cố gắng lên anh. Trời ơi, em khỏi nhắn anh biết luôn á. Đó. Đó là tự hiểu nhau đó mà. Tự hiểu nhau. Tuyên. Em ơi, hãy đến đích bằng cái điểm số tuyệt đối cho chị nào. Dạ, Tuyền đang rất tin tưởng với em đó Đăng, cho nên là em phải cố gắng hơn nhá. Còn Đăng là một đối thủ rất là nặng ký. Không, em hiểu rất rất nhiều những cái biển báo luật giao thông hiện nay, đúng không Đăng? Anh đang ác với em lắm đó. Còn Đăng, em có tự tin không về những biển báo an toàn giao thông? Em rất tự tin, tại vì em cũng đã có bằng lái xe rồi. Cái lúc mà em thi thì em không sai một câu nào hết. Em trả lời đúng hết, Đăng hả? Nghe cái câu đó, đúng hết, đúng hết, đúng hết nha Đăng. Cái câu đó em chỉ cố tình làm cho anh Đăng bị phân tâm thôi. Chứ chờ anh phân tâm, phân tâm. Vâng, thời gian làm quen của hai chàng trai đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt đầu tiên biển báo của mình. Xin mời. Rồi, và bây giờ lượt 1 bắt đầu. Đăng sẽ là người trả lời trước. Mời em, đây là biển báo gì? Biển báo là biển báo cấm đúng không ạ? Không, chắc không đâu. Em ơi, em thi mà. Trời ơi, dạ, em thi đó. Cái vòng tròn màu đỏ dấu gạch là qua văn thôi. Trời. 3 xe 2, trọng tải, xe trọng 1. Tải lớn. Hết giờ. Quyên trả lời thuộc về Hữu Đằng. Chị nghĩ em trả lời được Đằng, chủ hộ em. Đúng, như Minh Dù có chia sẻ, đây, ở dưới quê có rất nhiều. Cấm xe công nông hả? Cấm xe công nông. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo cấm xe công nông và các loại xe tương tự. Đang thấy dễ không? Ha, có những cái gợi ý từ những cái bức hình trên biển báo này là mình trả lời được hết. Một điểm đầu tiên thuộc về Hữu Đăng. Giỏi quá. Bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Đâu á? Trời ơi. Cái gì nữa đâu mà còn dễ hơn cái này nữa. Đúng. Một người không có biết đi xe chỉ ngồi đằng sau, cho nên phương tiện này rất hợp với anh ấy. Xe đạp. Sao em? Chú ý có người đi xe đạp. Đây là biển báo chú ý có người đi xe đạp. Và đây là một đáp án không. Không thể sai được. Chúc mừng. Biển báo đường người đi xe đạp cắt ngang. Có nghĩa là cái biển báo này, khi mà chúng ta ở vị trí này, mình thấy biển báo này, mình sẽ báo hiệu là phía trước sẽ có người đi xe đạp cắt ngang qua đường. Là người đi xe đạp được quyền đi ngang qua đường. Hoàn toàn hợp lý, chúc mừng em. Tiếp tục lượt của Đan, xin mời. Biển báo nguy hiểm có núi sạt lở ở chỗ này. Biển báo nguy hiểm có núi sạt lở. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo vách núi nguy hiểm bên phải mới là cái thông tin chính xác nhất từ cái biển báo này với bộ luật giao thông của chúng tôi đã quy định. Một điểm dành cho bạn. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Đó, dễ luôn Đặng. Đây là biển cấm đi thẳng và rẽ phải, rẽ trái. Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Quá đơn giản. Đây là biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái. Chắc chắn rồi, một điểm cho Hữu Đặng. Tiếp tục, xin mời Đăng. Trời ơi. Biển màu xanh nó sẽ thông báo cái gì? Biển báo báo hiệu là phía trước có bệnh viện. Biển báo thông báo phía trước có bệnh viện. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cái này là may mắn thôi. Biển báo tiếp theo chắc chắn cũng sẽ dễ, xin mời. Đó. Trời ơi, còn gì nữa đâu mà dễ quá rồi. Chú ý có làn đường cho người đi bộ. Chú ý có làn đường dành cho người đi bộ. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Xin mời Đăng.
Dạ. Trời ơi, giống như hồi nãy đó em, có xe đạp cắt ngang thì cái này là chị nhào lên chơi luôn chị. Chị ơi, chơi đứng luôn. Ở trên đây rất là áp lực, không thể nào mà nhớ được. Dạ. Có người đi bộ, tóm lại là đường nguy hiểm, người đi bộ nhớ coi chừng. Tóm lại là cái đường đi bộ có nguy hiểm coi chừng. Dạ. Đây là một đáp án chưa chính xác, cảm ơn em. Dường như là hơi vội đúng không, về cái mặt thời gian áp lực quá, áp lực. Và đáp án chính xác nhất đó chính là biển báo đường người đi bộ cắt ngang. Có nghĩa là báo hiệu, tất cả mọi thứ biển báo đều sẽ là báo hiệu cho chúng ta biết cái gì ở sau đó. Tiếp tục, xin mời Đăng. Trời ơi, dễ nữa. Cấm xe ô tô rẽ phải. Biển báo cấm ô tô rẽ phải, đây là một đáp án không. Không thể sai được, chúc mừng. Biển báo cấm ô tô rẽ phải, rất đơn giản, những gợi ý trên cái biển báo này luôn. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Lại là một biển cảnh báo. Sao cái hình này nó hoạt hình như trong game á trời. Cái này gợi ý cái gì bằng hình ảnh là ra cái đó luôn. Cái này là một bên chiếc xe hơi. Nhìn hình đó chữ nè. Chú ý nghe cái bánh xe, coi chừng bánh xe gặp nguy hiểm. Bánh xe tỏa hào quang. Bánh xe tỏa hào quang. Tỏa hào quang. Bé. Dạ. Em có thấy những cái điều gì xuất hiện trên bức hình này hay không? Em thấy sỏi đá nó bị bay lên. Đó. Bay lên. Ủa sỏi đá hả? Ủa sỏi đá hả? Rất đơn giản luôn. Chú ý đường dễ bị bắn cái sỏi đá lên mặt á. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo sỏi đá bắn lên gây chú ý cho những người ở phía sau là chúng ta không nên di chuyển qua này. Em nói là bích đường chỉnh này. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Cái này mình hay thấy nè. Có người đi xe lăn. Biển báo có người đi xe lăn, đây là một đáp án không thể sai được, chúc mừng em. Nhưng mà đây là một cái biển báo màu xanh, chắc chắn tên của nó là biển báo nơi đổ xe dành cho người tàn tật. Nó sẽ bao hàm ý nghĩa rộng hơn. Và mọi người thấy là người đi xe lăn thì cũng là người khuyết tật. Cho nên là mình sẽ có cái nơi dành riêng cho họ. Một điểm dành cho bạn. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Mời Hữu Đăng. Quen không? ATM á anh. ATM á. ATM hả? Dạ đúng rồi. Biển báo có trạm xăng. Biển báo có trạm xăng. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo trạm cung cấp xăng dầu. Nó sẽ tổng quan hơn đúng không? Không chỉ riêng là cung cấp xăng mà có cả dầu. Có khi là rửa xe ở trong đó nữa để giúp cho xe sạch sẽ hơn. Trải qua 10 biển báo, điểm số hiện nay của hai thành viên nam như sau. Hữu Đăng, bạn có 5 điểm, chúc mừng. Đăng, bạn có cho đội mình là 4 câu đúng, 4 điểm. Yay! Không sao, đang chênh lệch có 1 điểm mà thôi. Bây giờ mình trả lại cái trọng trách cho hai cô gái ha. Sao ạ? Bé, nãy giờ em thấy mọi người chơi với 10 biển báo này em thấy sao? Em thấy biển báo cũng khá dễ, mà không biết tới mình nó sao. Nó dễ như vậy, nó tương tự. Em sợ nó lạ quá, em không biết nó là gì. Không, nó sẽ dễ. Không lẽ bây giờ thử thách hai cô gái đúng không? Khó, không được. Sao Tuyền? Tuyền không có ý kiến gì hết. Về thi Tuyền, về thi. Mấy đứa nhỏ thi tức lòng ngực quá. Bây giờ mình gỡ lại. Hôm nay tôi hiểu lý do tại sao Tuyền mặc áo chiếu chiếu. Muốn gây sự chú ý cho MC. Đúng, mới gây sự chú ý cho MC. Và đặc biệt cũng có kinh nghiệm đúng không Tuyền? Kinh nghiệm gì? Thi bằng lái rồi. Tuyền thi bằng lái chắc cũng lâu rồi, năm 2003 đó. Cho nên kinh nghiệm đầy mình ha. Và để coi ngày hôm nay những biển báo này có thử thách hay không. Sao em gái ơi? Dạ. Với một người nặng ký. Về kiến thức, có kỹ năng lái xe, em thấy sao? Em cũng run lắm, tại em không có giỏi về mảng giao thông. Mấy người mà nói như vậy mới đáng sợ đó. Để coi cô ấy thi như thế nào. Khủng khiếp lắm. Và bây giờ sau khi Minh Sự nói lượt 2 bắt đầu thì mình sẽ nhấn chuông giành quyền. Xin mời, lượt 2 bắt đầu. Tuyền Mập sẽ là người trả lời đầu tiên. Đây là biển báo gì? Xe này nó móc kéo mà đúng không? Đó. Cái này là chiều dài từ đầu tới cái đuôi kéo thôi. Biển báo giới hạn chiều dài của xe móc kéo. Biển báo giới hạn chiều dài của xe móc kéo. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hết hộp. Hoặc là xe ô tô kéo móc. Nó sẽ có những cái móc để nối những cái toa khác nhau để tải hàng chẳng hạn.
Và Tuyền Mập đã có một điểm cho mình. Chúc mừng Mai. Dạ. Hãy ghi một điểm trong câu hỏi này nha. Dạ, xin mời biển báo. Dễ lơn em ơi. Màu xanh nó là cái gì? Là hy vọng. Không, sự đồng ý. Màu xanh là sự đồng ý. Đúng. Sự cho phép. Sự cho phép di chuyển của xe đạp và xe thô sơ. Cho phép di chuyển của xe đạp và xe thô sơ. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo đường dành cho xe thô sơ. Chúc mừng em. Ở trên thì mình thấy chiếc xe đạp nữa. Nó cũng được quy vào cái lớp là xe thô sơ. Và biển báo tiếp theo. Xin mời Tuyền Mập. Dễ luôn. Cái này được nè. Biển báo này là biển báo cấm vượt. Cái màu đỏ nó nằm ở bên phía xe tải. Là xe tải, cấm xe tải vượt. Cấm xe tải vượt. Bạn cấm. Biển báo cấm xe tải vượt. Đây là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Tuyền phân tích rất là đúng luôn á. Biển báo cấm ô tô tải vượt. Bởi vì trên biển báo này là màu đỏ, là màu cấm. Và xe tải này nó đang màu đỏ luôn, thì là cấm cái xe tải. Kinh nghiệm nha. Không muốn cho mình đi ăn hồng mọi người ơi. Đúng rồi mọi người ơi, giơ tay lên, giơ tay lên. Biển báo tiếp theo, xin mời. Dạ, biển này là biển báo cho phép người đi bộ. Biển báo cho phép người đi bộ. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Và giống như là ở những cái khu vực có thể nó nguy hiểm cho người đi bộ, cho nên là có những cái nơi người ta sẽ để cái biển báo này là dành cho người đi bộ thoải mái di chuyển một cách an toàn nhất có thể. Xin mời biển báo tiếp theo. Tuyền. Biển báo cho phép chạy theo vòng xuyến. Biển báo cho phép chạy theo vòng xuyến. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hết hồn. Biển báo nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Nó đơn giản lắm á, nhưng mà tại vì mình sợ, mình không tại biết là đúng hay sai. Tại vì cái câu chữ á, nó đúng, rất đúng. Là sát sao. Dạ, chắc chắn đây là giống như cái bùng binh, đúng không? Là một cái vòng xuyến mà mình sẽ có rất là nhiều những cái con đường cắt nhau tại cái bùng binh đó, cái vòng xuyến đó. Cho nên được phép đi di chuyển trong vòng xuyến. Tiếp tục, cố lên nào. Biển này là biển cấm đậu xe ngày chẵn. Cấm đậu xe vào ngày chẵn. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm đậu xe vào ngày chẵn. Tuyền chắc biết biển báo này đúng không? Biết chứ. Đó, kinh nghiệm. Biển báo tiếp theo xin mời. Mời Tuyền. Biển này biển gì ta? Dấu chấm than, hoang mang cuộc đời. Cái biển này khó nè, thiệt luôn á. Em biết biển này biển gì không? Dạ. Đây là một biển báo chị. Cảm ơn em. Gợi ý như không. Có một chữ khác ở trong biển báo này nha Tuyền. Biển này là biển cảnh báo những cái sự nguy hiểm khác có thể có ở phía trước. Cảnh báo những nguy hiểm khác có thể xảy ra ở phía trước. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo nguy hiểm khác. Yeah. Rồi quá chị ơi. Quá hợp lý. Biển báo này thông tin cho chúng ta không chỉ riêng là tai nạn giao thông mà sẽ có những cái nguy hiểm khác nữa xảy ra ở đoạn đường phía trước để chúng ta có thể biết được mà né. Và tiếp tục, xin mời. Mời em. Nãy giờ em rơi vào những bức hình rất đơn giản luôn á. Em thấy nó lạ không mà trời. Không đơn giản về mặt gợi ý hình ảnh á. Không đang biết không? Chẳng lẽ là cấm hết? Chẳng lẽ là cấm hết? Trời ơi, cấm hết. Cấm hết thì coi như là mình không được đi luôn rồi, đúng không? Em nghĩ là biển báo. 2 1 Hết thời gian, mất lượt, mời Tuyền. Biển này là cái biển... Cười cái gì? Cười cái gì? Người ta biết đó vậy. Nói không đúng thì thôi chứ. Nói chung á là mình bây giờ mình có đậu bao nhiêu phần trăm trong cái giấy phép lái xe, bao nhiêu câu đi chăng nữa thì đương nhiên sẽ có những lúc quên. Mình phải học thêm. Thì mình phải tham gia chương trình này để mình gia cố về cái kiến thức. Đúng. Chứ đâu phải bạn nào tôi biết rồi cũng nhớ đâu. Đúng. Thôi không, không có kéo dài thời gian để suy nghĩ nè. Biển này là biển hết giới hạn tốc độ. Biển báo hết giới hạn tốc độ. Đây là một đáp án. Không chính xác. Ơi, trời ơi.
Để coi đáp án chính xác của chương trình là gì, xin mời. Biển báo hết tất cả các lệnh cấm. À, ủa vậy mình cần cái biển báo này chi? Tại vì khi mà em vô một cái con đường mà ví dụ như nó có giới hạn tốc độ nè, ví dụ như mà cấm dừng, cấm đậu, hay là nói chung là tất cả các biển cấm, nhưng mà tới cái con đường này nó được ưu tiên là em chạy thoải mái thì em không có còn giới hạn nữa, thì cái này là xóa hết các lệnh cấm luôn. À, cái đó nó sẽ xảy ra ở những đường cao tốc ha. Mà ở đây là tôi bị lộn. Không sao Tuyền ơi, còn rất nhiều điểm ở phía sau nha. Không chịu đâu. Biển báo tiếp theo xin mời. À, cái này là cấm xe hơi quay đầu xe về bên hướng bên tay, quay đầu xe bên hướng bên tay trái. Cấm xe ô tô quay đầu về hướng bên tay trái. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Tiếp tục biển báo tiếp theo. Dễ luôn. Dạ, đây là biển báo cấm bóp kèn. Biển báo cấm bóp kèn. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Bởi vì sẽ có rất là nhiều loại còi khác nhau của các loại xe, và có những cái đoạn đường chúng ta sẽ cấm bóp còi luôn, là gây giật mình cho người đi đường. Chúc mừng em một điểm cho mình. Quý vị thân mến, khép lại lượt thứ hai, điểm số của hai cô gái như sau. Đội của Tuyền Mập có được 5 điểm, chúc mừng. Đội của bạn Mai, bạn có được 4 câu đúng, 4 điểm. Rồi, mời các bạn về vị trí của mình để chúng ta tổng kết điểm nha. Và bây giờ, Minh Thu sẽ được tổng kết lại số điểm ở vòng đầu tiên của hai đội chơi. Tổng số điểm của hai đội ngang bằng nhau là 9 điểm, xin được chúc mừng. Không biết là cảm nhận của hai đội chơi trải qua vòng đầu tiên như thế nào ạ? Cảm nhận của Tuyền cái lúc mà chơi cái này á là giống như mình đang ôn lại cái kiến thức. Thật ra mình đi học, rồi xong rồi mình thi, số điểm của mình nó như thế nào chăng nữa, mình va chạm thực tế, mình chạy thì nó chỉ có những... Nó là có đại đa số những cái bảng biển báo hoặc biển cấm đặc trưng thôi. Còn có những cái biển cấm mà lâu á mình không có thấy á, lâu nay mình sẽ quên nó. Thì đây là cái dịp để mình ôn lại và Tuyền thấy nó rất là bổ ích. Dạ, cảm ơn Tuyền, chắc chắn rồi. Điều này không phải chỉ riêng Tuyền mà tất cả quý vị khán giả đó, chúng ta cần phải lưu ý. Còn bạn thì sao, Đang? Dạ, thì cũng giống như chị Tuyền, qua chương trình này em sẽ... Cái thứ nhất, em sẽ ôn lại những cái biển báo mà mình quên đúng không chị? Cái thứ hai đó là mình sẽ vững tâm lý trong mọi tình huống. Sao bé Mai? Dạ. Không biết là thử thách đầu tiên có làm khó em không? Dạ, nó có chút xíu, là qua vòng đầu tiên thì em học thêm được một cái biển báo là bỏ hết những lệnh cấm. Dạ, hợp lý, nó khá là ấn tượng với mình. Dạ đúng rồi, chắc sao không quên được nữa. Dạ, Hữu Đăng thì sao? Dạ thì em đã nói là em không có tự chạy xe, cho nên là đó giờ không có chú ý tới biển cấm, biển báo gì hết trơn á. Cho nên mà giờ tới đây coi như là không phải ôm nữa mà là học đó. Quan sát thật là kỹ, bình tĩnh khi lái xe và chắc chắn các bạn sẽ được an toàn. Và ngày hôm nay hai đội chơi sẽ sẵn sàng bước vào vòng thi đấu tiếp theo mang tên Hợp Sức, xin mời. Với chương trình Về Nhà Đi Anh, và đây là vòng thi đấu thứ hai được mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Và bây giờ, mình không có thi cá nhân nữa, không có sợ cái gì nữa hết. Có hai thành viên mình thảo luận với nhau, mình đưa ra thông tin, và đặc biệt hơn hết là cái kết quả của các bạn đáp án đúng. Và bây giờ sẽ là bức sa hình đầu tiên dành cho hai đội chơi, xin mời. Bây giờ sẽ là câu hỏi chính thức của chương trình. Theo tín hiệu đèn, xe nào dừng lại là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Hữu Đăng. Theo em nghĩ đó là xe tải, xe con. Xe tải và xe con, vì sao ạ? Bởi vì mấy cái biển báo đó, nó để cái chấm đỏ kìa. Biển báo đó, bên kia cũng chấm đỏ kìa. Cái chấm màu xanh thì chắc là lượt chạy. Đó là lập luận của Đằng. Và đây là một đáp án chính xác, chú Quân. Bởi vì xe con và xe tải ở làn đường có tín hiệu đèn đỏ, cho nên là phải dừng lại. Còn hai cái xe mà mọi người thấy là đây bên kia đó, xe nhỏ nhỏ chút xíu á, xe mô tô. Còn bên đây là cái xe khách, hoặc còn gọi là xe bus, màu xanh rất là to, và cái biển báo đang là màu xanh, phải ra trái. Và hai điểm đầu tiên thuộc về đội của Hữu Đăng, chúc mừng.
Và bây giờ sẽ là bức xa hình thứ hai. Câu hỏi chính thức của chương trình là: xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Mai. Nghĩ là xe bus phải nhường đường cho hai xe kia trước. Vì sao nè? Tại vì xe tải nếu mà chạy thẳng là không vướng xe khách rồi. Còn xe con ở bên đây là nó quẹo phải, nó hướng của nó là đi trước xe khách. Cho nên là xe khách phải nhường đường để xe con đi trước, xong rồi xe khách mới chạy. Mời em chốt lại đáp án giùm anh. Chốt đi. Chốt thế nào? Em chốt là chứ anh không biết rồi đó. Xe tải đầu tiên, xong rồi tới xe con, rồi tới xe bus. Có nghĩa xe là nào xe phải nhường đường. Đường là xe bus. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Giống như lời giải thích của bạn Mai, đây là một đáp án rất là hợp lý trong cái bức xa hình này. Và 2 điểm dành cho đội chờ một xíu chút về. Yeah. Tiếp tục bức xa hình thứ 3. Câu hỏi của chúng ta như sau: theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Hết. Mời Tuyền. Cả hai xe luôn. Dạ. Bởi vì cái bảng đó là bảng đi thẳng. Cho đi thẳng. Hướng dẫn đi thẳng luôn. Và cả hai xe ô tô con và xe mô tô đều vi phạm. Đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Trong bức hình này thì cái biển báo là quan trọng nhất. Mặc dù bạn có đưa tín hiệu đèn về phía nào đi chăng nữa thì đây là biển báo chỉ được đi thẳng mà thôi. Chúng ta không được quyền rẽ trái hay rẽ phải, cho nên là hợp lệ 2 điểm dành cho đội của Tiền Mập. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là bức xa hình số 4. Xin mời. Câu hỏi của chương trình như sau: các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Hết. Mời Hữu Đăng. Mời Mai. Em nghĩ là xe tải con bên đây nè. Xe ô tô tải màu đen. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, màu đen sẽ sai. Mời em chốt đáp án. Dạ em chốt là xe tải con màu đen đi sai. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Xe tải ở phía dưới đó, mọi người thấy màu đen ở phía dưới thì đang ở làn đường đi thẳng và đèn màu xanh đi thẳng, nhưng xe tải đi theo hướng mũi tên lại là rẽ trái, cho nên là vi phạm. Và xe tải ở phía trên thì ở làn đường rẽ phải cộng với đèn xanh rẽ phải, nhưng xe tải đi hướng mũi tên đi thẳng cũng là vi phạm luôn. Và câu trả lời hợp lệ 2 điểm nữa dành cho đội chờ một xíu chút về. Yeah. Chúng tôi chỉ còn lại một bức xa hình cuối cùng nữa mà thôi. Tuyền ơi cố lên nhá, bấm chuông nhanh là một lợi thế. Và bây giờ sẽ là bức xa hình cuối cùng. Và câu hỏi chính thức của chương trình là: các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Hết. Mời Mai. Dường như vòng này một mình Mai chơi, Hữu Đăng đi chơi mất rồi. Mai cần tìm. Cần tìm. Mời em. Dạ em nghĩ là xe khách sai, xe khách đi sai. Vì trong cái biển báo đó có biển báo đi thẳng là cấm đi thẳng màu đỏ. Thì nhưng mà xe khách vẫn đi thẳng thì xe khách sẽ là xe sai trong hình. Chốt đáp án. Là xe bus màu xanh nước biển. Dạ. Là đi sai. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời đội của Tiền Mập, bạn muốn bổ sung thêm gì không? Xe khách với lại xe tải. Chốt chưa? Chưa nha. Vẫn còn à? Chưa nha. Thôi chúng ta còn 5 giây thôi. Chị nhớ lưu ý có 4 con người nữa kìa chị. 4 con người kia. Có 2 người mà. Nó có 2 người. Có được quẹo mà. À đi bộ. Cái xe màu vàng này nó nằm bên làn đường. 5 đúng không chị nhờ? 4. Rồi chốt luôn hai xe này. Hai xe đang vi phạm luật giao thông, đó là xe khách và xe tải, với sự trả lời của Tuyền Mập dành cho đội của mình. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Ôi trời, tôi xúc mồ hôi luôn á trời. Giải thích như thế này: xe khách ở làn đường rẽ trái cộng với đèn xanh rẽ trái, nhưng xe khách đi hướng mũi tên đi thẳng là phạm quy. Xe tải ở làn đường đi thẳng cộng với đèn đỏ đi thẳng, nhưng xe tải đi hướng mũi tên rẽ trái là phạm quy luôn. Xe con ở làn đường rẽ trái cộng với đèn xanh rẽ phải nên xe con đi hướng mũi tên rẽ phải là đúng. Xe mô tô ở làn đường rẽ trái, đèn xanh rẽ trái nên xe mô tô đi hướng mũi tên rẽ trái là hợp lý. Và chúng ta đã khép lại 5 bức xa hình ngày hôm nay rồi. Vỗ tay một cái đi. Kết thúc vòng 2, điểm số của hai đội chơi như sau. Đội đủ tải các bạn mang về cho mình 4 điểm, chúc mừng. Đội chờ một xíu chút về 6 điểm, chúc mừng. Minh Xu sẽ công bố tổng số điểm hiện nay của hai vòng chơi. Đội Tuyền Mập đang có 13 điểm và đội Hữu Đăng đang dẫn trước với số điểm 15. Xin được chúc mừng. Nghe vui á. Cân tài cân sức. Khá là ngang tài ngang sức, và vòng thi đấu thứ 3 là vòng quyết định. Xin mời mọi người cùng với hai đội chơi bước vào vòng 3 được mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Xin mời.
quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3 Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Luật chơi rất đơn giản như thế này. Đây. Sâu. Hả? Chơi cà kheo hả? Không. Đây, Tuyền hãy nhìn đi. Trên cái cây xà ngang này nó có một cái muỗng. Cái muỗng. À, và đặc biệt là những cái cột mốc. À, các bạn phải cầm làm sao để cho đúng quy định của chương trình. Đây là cột mốc. Cầm cái cây gậy. Nếu như các bạn cầm qua bên này các bạn phạm quy nha. Phải bắt đầu từ cái cột mốc này. Rồi. Còn cái cây còn lại các bạn muốn cầm sao cầm. Các bạn muốn làm sao làm. Luật chơi chúng ta sẽ thi đấu từng thành viên của hai đội chơi. Chúng ta sẽ đấu từng lượt luôn. Mỗi lượt chỉ có 1 phút đồng hồ mà thôi. Đây. Các bạn sẽ phải đứng ở vạch quy định của chương trình. Dùng lực tay trái hoặc tay phải cũng được. Các bạn sẽ di chuyển quả banh bóng bàn vào trong cái muỗng này. Sau đó các bạn sẽ giữ thăng bằng và đưa quả banh bóng bàn vào trong cái rổ thủy tinh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn đưa mạnh quá, đôi khi nó vậy nè, nó tưng ra, nó tưng ra bên ngoài luôn, thì mình không tính quả banh đó nha. Trong vòng 1 phút hai lượt thi đấu của hai thành viên mỗi đội, chúng ta sẽ tổng kết số banh lại. Đội nào có số banh nhiều hơn, đội đó sẽ có 10 điểm và chiến thắng luôn vào này. Wow. Rồi. Và bây giờ xin mời các bạn lựa chọn thành viên đầu tiên. Lượt thứ nhất. Lên. Ừ đó, hai người trẻ đúng chưa? Rồi, mời tụi em về vị trí của mình nào. Quý vị thân mến, 1 phút đầu tiên dành cho hai nhân vật rất trẻ ngày hôm nay của chương trình là hai bạn sinh viên. Nào, mời các bạn cầm cây gậy của mình lên. Đúng nha. Bình tĩnh, đúng vạch nha. Rồi, bên đây đúng. Em, sát xuống chút xíu. Đúng rồi, không mà chạm vào nó. Và bây giờ, lượt thứ nhất 1 phút dành cho hai thành viên đầu tiên. Bắt đầu. Từ từ, bình tĩnh, không sao. Còn có anh. Nhẹ nhàng thôi em, đúng rồi. 1. Bây giờ là cái sự nhanh hơn mới là quan trọng nhất nha. Khéo léo chắc chắn ai cũng có rồi, nhưng mà nhanh hơn. Hiện nay vẫn đang 3 đều. 3 đều. 4 đều. Ủa tóc bạn nam này dính gì kìa. Thôi bớt làm phân tâm đi. Em được không, không, không. Năm. Dính đều. Cái gì đấy, kìa, dính gì màu trắng ở trên đầu kìa. Không quan tâm. Trời ơi, 6 năm hay rồi quá, mọi không, người ơi. Cái áo dính cái gì màu đen, cái nãy đứng ở giữa vô đây nè. Đấy. Trời cố ơi. Gắng lên em ơi, hữu đằng ra phân tâm chúng ta đó. Đâu có phân tâm đâu nè. Đằng ơi em nhìn chị đi đằng, em bớt làm nhiễu nhương đi đằng. Chị đáng ơi. Đằng ơi nhìn chị nè. Nhìn chị đi đằng. Đằng ơi chị đi luôn nè. Chiến tranh ở đằng sau mặc kệ nha. Đúng rồi đằng ơi em nhìn chị nè, kệ người ta đi. Đằng ơi. 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ. Ok, hai thành viên đều có 12 quả banh như nhau, chúc mừng. Hiện nay tỷ số đang là 12 ngang nhau. Lại một lần nữa các bạn quá là ngang tài ngang sức. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn về vị trí của mình. Và bây giờ hãy cùng chào đón hai nhân vật trẻ hơn của chương trình, xin mời. Yes. Tới chị đó làm đi. Tuyền không. À dám làm rồi. Tuyền ơi, mình đang đi bơi hay cái gì? À, Tuyền đang tiếp tục chơi cái vòng tiếp theo của chương trình. Và không biết rằng là thôi mệt quá cho chơi đi. Thiệt luôn á, Tuyền lắc mà nó xáo động bên đây luôn á. Rồi, ok, mời các bạn vào vị trí nha. Và bây giờ, 1 phút cuối cùng của chương trình, xác định đội nào chiến thắng bước vào Về Nhà Đi Anh. 50 triệu đồng sẽ thuộc về đội này nếu như họ giỏi. Và bây giờ, thời gian 1 phút bắt đầu. Cố lên chị ơi. Cố lên. Tôi nghi quá. 1 trái. Nhanh lên. Bình tĩnh anh, từ từ. Anh đang cái muỗng anh Tuyền ơi. Anh đang cái muỗng bị vuột rồi anh Đăng ơi. Cái muỗng bị lỏng hay gì á. Hiện nay tỷ số đang là 3 đều. 4-3 thôi. Cố lên chị ơi. 4 đều. 5-4. 5 đều. 6-5. 6 đều. 7-6 ơi hơi mệt nha. Bình tĩnh thôi. Anh đang giỏi lắm nha. Đúng chị ơi. Cố lên em ơi, lẹ lên. Chị thắng rồi. Yeah, Tuyền ơi, cố lên. Trời bấm mút luôn. Đúng rồi, Tuyền ơi. Nữa chị ơi, nhanh lên. Anh ơi, cố lên. 3 giây.
Hay quá Tuyền ơi, 10, đếm cho anh nào. 7, cố lên, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ khoan hẳn đếm banh cho các bạn dự đoán đó. Ai là người nhiều hơn? Chị Tuyền. Tuyền là người nhiều hơn. Dạ. Tôi không biết nữa mà tôi có hai trái răng văng ra ngoài rồi kìa. Vậy mình sẽ đếm cái hũ đằng trước. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quả banh. Một trái thôi Tuyền à, một trái thôi, một trái thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Lượt này mới là lượt quyết định. Ai chiến thắng là coi như là thắng luôn cho đội của mình. Mười một, mười hai. Rồi. Được chưa? Thôi rồi. Thôi phải cho người ta tắm. Thôi rồi. Thôi cho em cho chị đăng 12, 14. Vậy. Đội hữu đằng được 24 quả banh và đội của Tuyền Mập được 26 quả banh. Vậy là ngày hôm nay đội chơi chiến thắng với vòng này được 10 điểm nữa. Chúc mừng cho đội Đủ Tải. Yeah. Cảm ơn. Nhưng mà thật sự ra Minh Xu thấy là các bạn quá là giỏi, ngang tài ngang sức. Đúng rồi. Chỉ trên nhau có hai quả banh thôi. Sao Hữu Đằng với Mai, bạn thấy là trò chơi này như thế nào? Em thấy là nếu mà mình có sức khỏe không cũng chưa đủ mà phải là sự tập trung mà khéo léo tỉ mỉ mới chơi được trò này. Cảm ơn em rất nhiều, mà cái thông điệp đó ý nghĩa lớn lao quá. Còn Tuyền thì sao? Trong vòng này thì phải cần sự tập trung là cao độ nhất. Ai làm gì kệ, mà tốt nhất là mình cứ làm tốt cái việc của mình đi. Đừng bao giờ lo ra về cái việc đếm. Đếm là việc của mình xù. Đúng, chính xác là như vậy. Là nãy Tuyền gấp lên thôi chứ Tuyền còn không biết là mấy trái. May quá, mình hơn hai quả. Ê, đúng không? Còn em đang sao? Dạ. Sau vòng chơi này em mới thấy là em hâm mộ chị Tuyền nhiều hơn. Là mình phải đáng ra mình phải tự tin về đồng đội của mình. Ôm nhau một cái đôi, trời ơi chúc mừng. Mình ôm nhau một cái đi, chuẩn bị chi về rồi. Quý vị thân mến, thật sự ra những cái trò chơi thử thách của chương trình này đều có một cái ý nghĩa thông điệp riêng của nó. Giống như trong trò này, các bạn cũng đã chia sẻ được những cái điều hoàn toàn chính xác. Đó chính là cần sự tỉ mỉ, tập trung rất là cao độ và bình tĩnh nữa. Và trong an toàn giao thông, chúng tôi cũng rất là cần những cái tính từ như thế này. Và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân, giống như việc mình lái xe trên đường quý vị nhé. Và ngày hôm nay rất vui khi được chào đón Hữu Đằng cùng với bạn Mai đến với chương trình này. Nhưng chưa may mắn là mình sẽ phải dừng lại ở đây. Tạm biệt các bạn nhé. Và đặc biệt, quý vị thân mến, chúng ta chờ đợi xem phần thi của đội chơi chiến thắng ngày hôm nay là đội Đủ Tải ở vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Xin mời. Quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh ngày hôm nay ở đây. Và đây là một cái vòng quyết định dành cho đội chơi cuối cùng của chúng ta. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Nào, hai thành viên của đội mình có quyết tâm bằng một câu nói gì không? Em, nãy giờ mình gia dấp nhiều rồi, bây giờ mình dấp luôn cái 50 triệu này, mình gấp nó về nhà luôn đi em. Ok chị. Trên tay Misu hiện nay đang có hai cái phong bì cho Tuyền Mập và bạn Đan sẽ bốc thăm. Chúng tôi sẽ có hai gói câu hỏi. Một là câu hỏi trắc nghiệm, hai là câu hỏi tự luận. Các bạn sẽ bốc thăm ngẫu nhiên cho mình, xin mời. Bốc cho đàng hoàng nha. Dạ. Xin mời các bạn mở ra. Mở ra đi em. Chị thích trắc nghiệm hay tự luận? Thích cái gì nữa, bây giờ em có cái gì thì chị trả lời cái đó. Còn không biết thì khỏi trả lời nè. Ừ đúng, hợp lý. Câu hỏi trắc nghiệm ạ. Câu hỏi trắc nghiệm, các bạn có tự tin không ạ? Chiếc xe trên màn hình LED hơi nhỏ đó với Tuyền. Không thể tải được gia đình mình về. Cho nên Minh Xù sẽ biến chiếc xe này thành chiếc xe bự hơn cho Tuyền. Lên. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Câu hỏi thứ nhất bắt đầu.
Khi lái xe ô tô trên mặt đường có nhiều ổ gà, người lái xe phải thực hiện thao tác như thế nào? A. Giảm tốc độ về số thấp và giữ đều ga. B. Tăng tốc độ cho xe lướt qua nhanh. Hết. A. Chính xác. Con đường xe chạy được hiểu như thế nào là đúng? A. Là phần đường của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại. B. Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại giải đất dọc hai bên đường để bảo vệ an toàn giao thông. A. Chính xác. Vạch kẻ đường được hiểu là vạch chỉ sự phân chia của làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại là đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. A. Đúng. Chính xác. Sử dụng chân trống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt ở mức bao nhiêu? A. 1 triệu tới 2 triệu. B. 2 triệu tới 3 triệu đồng. 1 triệu đến 2 triệu đồng. Chưa chính xác, đáp án B mới đúng. Người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy thì sẽ bị phạt ở mức độ bao nhiêu? A. 300 tới 500. B. 500 tới 1 triệu. 500 đến 1 triệu. Chưa chính xác, đáp án A mới đúng. Thứ tự ưu tiên cho các loại xe khi đi qua phà, qua cầu, phao được quy định như thế nào? A. Xe chở thư báo, xe chở khách công cộng, xe chở thực phẩm tươi sống. B. Xe chở thư báo, xe chở khách công cộng, xe chở gia súc, gia cầm. B. Chính xác. Dạ. Và hết thời gian. Câu cuối rất là tiếc, thời gian đã hết trước khi các bạn trả lời. Và cột mốc của các bạn hiện tại đang có là 6 triệu đồng. Nhưng không sao cả, ngày hôm nay mình có 6 triệu đồng dành cho đội chơi đủ tải. Chúc mừng các bạn. Mời Tuyền với lại đang ở đây nào. Rồi. Cảm ơn Sô. Sao? Với chương trình này, Về Nhà Đi Anh là một game show mà Minh Xù nghĩ rằng là rất là bổ ích cho tất cả chúng ta về an toàn giao thông, để bảo vệ bản thân mình và những người mà chúng ta rất là yêu thương khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Tuyền thấy như thế nào? Tuyền rất là cảm ơn chương trình. Bởi vì sao? Bởi vì tham gia chương trình này, ngoài cái game show ra, mình học hỏi rồi mình còn rèn luyện thêm được cái tính kiên nhẫn của mình khi tham gia giao thông, nhất là đi ở những cái xe, loại xe cơ giới, xe lớn á, xe ô tô trở lên á, thì mình cần cái sự kiên nhẫn và điềm đạm. Cái đó không phải ai cũng có. Chính xác là như vậy. Còn Đan, có bổ ích không em ngày hôm nay? Dạ, thật sự hôm ngày hôm nay rất là bổ ích và ý nghĩa đó với em. Nhờ chương trình thì em đã biết thêm nhiều cái biển báo mới. Thêm một cái nữa là khán giả xem sẽ đồng thời sẽ cùng học với những người chơi luôn. Dạ, sẽ biết được nhiều biển báo mới luôn ạ. Cảm ơn Tuyền, cảm ơn Đan rất nhiều vì đã chiến thắng 3 vòng thi. Đặc biệt là vòng cuối cùng này cũng đã chiến thắng rồi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi chỉ có một điều muốn chia sẻ với từng vòng thi, đó chính là sự bình tĩnh, tập trung và đặc biệt hơn hết là hãy bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh bằng cách lái xe đúng, an toàn giao thông quý vị nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả, chắc chắn rồi số tiền ngay bây giờ 6 triệu đồng thuộc về các bạn. Chúc mừng. Đây, trao tặng cho hai bạn nha, chúc mừng. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều niềm vui, nhiều sự thú vị đến từ chương trình Về Nhà Đi Anh. Đừng quên mở TV vào lúc 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 quý vị nhé. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xù xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.